sản xuất hàng loạt, phân phối khắp nơi, công dụng tuyệt vời. Nhưng uống xong là vào viện cấp cứu. Thuốc trị tiểu đường trôi nổi đang làm đảo điên cuộc sống người bệnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Thuốc trị tiểu đường, thần dược hay thần chết? Vốn là để cứu người, nhưng như quý vị vừa thấy, thuốc lại được ví như thần chết. Vì sao lại có sự ví von này? Những cái kết đắng của biết bao người bệnh cho dại tìm đến những loại thuốc như thế là minh chứng rõ nhất cho ví von đó. Ông Dũng là một trong số ít người ở An Giang may mắn được cứu sống sau khi uống thuốc điều trị tiểu đường trôi nổi 2 năm. Ông cho biết, do người quen giới thiệu là thuốc gia truyền trên núi, uống vào có thể ổn định đường huyết, nên ông bỏ cả thuốc tây, không ngờ phải vào viện cấp cứu, suýt chết. Giờ khỏe được rồi, cũng nói người này kia đừng uống ba thuốc xanh đỏ vàng á. Hồi đó mình không biết, mình tính dù nó hay á thì cho nhau uống chứ không ai bán ba đồ này. Nhưng mà thật là tôi độc dược mà đâu biết. Thôi giờ cũng hồn. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, khoảng 5 tháng nay đã có hơn 20 người phải nhập viện cấp cứu. Hơn một nửa đã tử vong. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đều có chung tình trạng uống thuốc điều trị tiểu đường trôi nổi được khoảng một vài năm. Khi mà uống nó vào như vậy thì nó hạ đường huyết rất là tốt, nhưng mà nó gây cái tai biến là suy thận, sau đó là suy cơ quan, và bệnh nhân vào trong tình trạng là toan chuyển hóa rất là nặng. Toan có nghĩa là tình trạng axit, cái axit hóa nó rất là cao, làm cho tế bào nó bị chết. Và tất cả khi mà tình trạng toan máu nặng như vậy thì các thuốc nó không có tác dụng nữa. Do đó bệnh nhân vào trong tình trạng là ngưng tim ngưng thở và chết, không có cứu được. Tại Cần Thơ, có tới hơn 10 bệnh nhân vào viện cấp cứu cùng chung một nguyên nhân, do sử dụng thuốc điều trị tiểu đường không rõ nguồn gốc lâu ngày. Điều này đang khiến các bác sĩ ở đây không khỏi bàng hoàng. Tất cả các bác sĩ của khoa trị đều thấy là cái tình trạng đó cần phải báo động. Tại Vĩnh Long, gia đình nạn nhân này đã vĩnh viễn mất đi một người thân. Cũng vẫn là uống những viên thuốc xanh đỏ như thế này trong thời gian 2 năm. Ra đường để nghe người ta ngồi đi qua lại quán cà phê rồi đó, để nghe người ta ngồi nói chuyện rồi ông thầy đó ở trên núi Châu Đốc á, ông bán thuốc này rồi mình gửi mua. Khi mua thuốc, ai cũng tin là mình may mắn có được thần dược. Nhưng thần dược đâu chưa thấy, chỉ thấy phải đối mặt với thần chết. Vâng, có những sự ân hận chẳng thể cứu vãn. Chết vì dùng thuốc là có thật thưa quý vị. Thế nhưng tình trạng sử dụng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc đã lan rộng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Những con số đáng báo động sau đây do hai bệnh viện đa khoa ở hai tỉnh An Giang và Cần Thơ cung cấp sẽ cho thấy mức độ của tình trạng này. Vâng, trong 3 tháng gần đây thì Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận 10 bệnh nhân cấp cứu do có sử dụng thuốc trị tiểu đường trôi nổi. Trong đó thì 4 trường hợp bác sĩ tiên liệu là sẽ tử vong. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, con số nạn nhân lên tới 30 người, trong đó một nửa đã chết. Những con số vừa rồi liệu có khiến ai đó đang có ý định mua thuốc đông y trôi nổi sẽ suy nghĩ lại? Sự cả tin, tâm lý có bệnh thì vái tứ phương của nhiều người, cứ nghe đồn ở đâu có thuốc là bèn đi tìm mua thuốc về uống, chẳng cần quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ ra sao, cũng là một phần khiến cho thuốc đông y trôi nổi có đất để lộng hành. Nhưng cũng không thể phủ nhận chiêu dụ dỗ, lời chào mời ngon ngọt của những cơ sở bán thuốc với công dụng thần kỳ khiến cho nhiều người dễ bị lung lay mà bỏ tiền mua sự nguy hiểm cho chính mình hay là bản thân. Lần theo số điện thoại do nạn nhân cung cấp, chúng tôi đã tới nơi cung cấp thuốc có thâm niên 10 năm ở tỉnh Đồng Tháp. Người bán thuốc cũng là người bị tiểu đường, chữa nhiều năm không khỏi, nhưng lại luôn miệng ra rả về công dụng thần kỳ của loại thuốc này. 1 bệnh 150 ngàn mua nhiều tôi bớt. Bớt 10 bệnh tôi bớt bệnh. Uống cái này tôi dám bảo đó, nếu không xuống là tôi không có lấy tiền. Tìm tới mắt xích thứ hai tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là số thuốc mà cơ quan chức năng đã thu giữ tại nhà bà Xuyến. Có 7 loại thuốc tất cả, với rất nhiều màu, từ thuốc trị tiểu đường cho tới viêm mũi, thấp khớp đều có. Chủ cơ sở này lúc thì bảo là lấy thuốc từ một người xe ôm không rõ lai lịch, rồi về tự sang chiếc, đóng gói đem bán. Lúc thì bảo là thuốc do chính người chồng chết vì bệnh tiểu đường để lại. Cũng có một cái duyên mai đưa đẩy là gặp ông Sư thôi. Ông Sư đó, ổng cũng có xuống đây, rồi ổng cũng ngủ một đêm.
sáng lại thì ông đưa ông này 3 tháng thuốc. Thì ông này ông uống 3 tháng xong thì thấy ra thì gọi điện cho ông sư. Thì ông sư ông nói kêu ông tôi đi lên Sài Gòn á, người đệ tử ông sẽ đưa thuốc cho về làm cái điểm luôn. Lần theo số điện thoại rao bán thuốc trị tiểu đường trên mạng, phóng viên của chúng tôi có thể dễ dàng mua được thuốc qua đường bưu điện. Chuyển thẳng ra ngoài Hà Nội luôn được không anh? Dạ vâng, tiện thông quá. À ok, thế là cái đấy là giá như nào anh? À, giá 150.000 đồng. Cũng theo địa chỉ trên mạng, chúng tôi đã tìm thấy một nơi tàn trữ và sản xuất thuốc với số lượng lớn ngay trong phòng ngủ ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Thùng lớn, thùng nhỏ đều đã được đóng bịch sẵn chờ mang đi tiêu thụ. Không một dòng địa chỉ sản xuất, thành phần, mà tất cả đều núp dưới mác thuốc gia truyền chánh đức. Mẹ em không biết là ở đâu thôi. Thế thì làm sao mà em có thuốc em mang về đây được? Thì phải họ gửi về cho em. Họ gửi về đây á? Ừ, em làm. Họ gửi bằng cách nào? Điều đó em không rõ. Tại đây còn có cả một cơ sở thuốc gia truyền chánh đức với chủ cơ sở là Nguyễn Văn Hòa. Như vậy có thể thấy là thuốc trôi nổi có khắp nơi. Trong khi người bệnh thiếu thông tin, thiếu kiến thức thì trách nhiệm của cơ quan quản lý lại càng phải thể hiện rõ vai trò của mình. Vậy việc quản lý ra sao ạ? Có một thực tế đáng lo ngại là nhiều địa phương tuy phát hiện có bệnh nhân tử vong liên quan đến các loại thần dược nhưng công tác điều tra xử lý vẫn chưa quyết liệt, nhiều địa phương thậm chí còn nửa vời. An Giang, 20 người nhập viện cấp cứu vì uống phải thần dược. Hơn một nửa đã chết. Mẫu thuốc thì đã lưu lại, nhưng tất cả vẫn chỉ nằm trên giấy. Cần Thơ, 10 người nhập viện, 4 ca chẩn đoán tử vong, nhưng tất cả cũng vẫn nằm trên giấy. Ngành y tế Cần Thơ, ngay cả vụ bắt thuốc trôi nổi ở Ô Môn, ở Thới Lai cũng vẫn nằm trên giấy. Đến nay, chưa một kết quả kiểm nghiệm thuốc nào được công bố, chưa một cuộc điều tra nào được tiến hành. Cái việc mà xét nghiệm mà để tìm những cái nguyên nhân độc tố thì nó phải có thời gian. Theo cái quy trình của kiểm nghiệm tại Cần Thơ thì cái việc thực hiện mà nhanh nhất thì cũng trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày. Thì đối với kết quả mẫu này thì trong vòng chắc lẽ là 1 đến 2 ngày nữa thì sẽ có cái kết quả chính thức. Xét nghiệm mất 3 đến 4 ngày để có kết luận thêm vài ngày nữa và để xử lý cũng cần thêm vài ngày. Thêm vài ngày cũng đồng nghĩa thêm cơ hội để thuốc đông y trôi nổi đến tay người tiêu dùng. Vậy trong lúc thuốc đông y trôi nổi vẫn chưa được xử lý dứt điểm, chẳng ai có thể dám chắc sẽ có thêm vài nạn nhân nữa hay không. Và không chỉ dừng ở những loại thuốc đông y trôi nổi, còn đó những lo ngại về sự tồn tại của thuốc giả. Trong bối cảnh đó, có lẽ tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tiếp cận với các loại thuốc trên thị trường là điều rất cần thiết. Kinh nghiệm từ các bác sĩ Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phần nào giúp cho quý vị trong tình huống như vậy. Và như vậy thì khi mà nó không tan ở trong ruột của chúng ta thì như vậy không biết là nó có thể có tác dụng không khi mà nó không thể tan được trong hệ tiêu hóa. Điều thứ hai nữa là thì những cái thảo dược này nó có phù hợp với cả bệnh lý hay không? Tại vì nó có thật sự là thảo dược hay không thì chúng ta cũng rất là nghi ngờ. Thứ ba nữa là cái phương pháp bảo quản của các cái loại thuốc này thì như chúng ta thấy rằng nó chỉ cho vào cái bịch ni lông thôi. Thứ ba nữa là nó không có thành phần. Bao giờ cái quy định của luật dược là một cái nhãn sản phẩm thì bao giờ cũng phải có ghi rõ là trong đó nó có cái gì, có những cái vị thuốc gì, hàm lượng bao nhiêu, công dụng nó như thế nào, chống chỉ định như thế nào, nó có được sử dụng cho phụ nữ có thai không, có được sử dụng cho em bé hay không. Tất cả những cái đó đều không có hết. Mà bây giờ vô thì đâu có phải chỉ có sản xuất.
Vâng, hy vọng ít phút vừa rồi thì chúng tôi đã có thể góp thêm một lời cảnh báo đến người bệnh, cũng như là chia sẻ thêm cho quý vị những kinh nghiệm trong việc lựa chọn thuốc. Vâng, có những sự nhầm lẫn mà chúng ta có thể sửa sai, nhưng uống nhầm thuốc, nhất là những loại thuốc giả hay là thuốc trôi nổi, thì cái giá của nó là vô cùng đắt. Vậy khi không chắc chắn là mong rằng người bệnh hãy tìm đến những loại thuốc và cơ sở y tế uy tín.